các bạn, mình là Cúc Bi. Theo gợi ý của bạn Vũ Quỳnh thì trong video này chúng mình sẽ cùng lật cánh hoa hồng các bạn nhé. Mình đã chuẩn bị cho video ngày hôm nay một bình hồng Sweet Avalanche. Giống như tên gọi của nó thì hồng Sweet Avalanche có mùi thơm rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng. Để lật cánh hoa hồng thì các bạn chọn những bông hoa mà đã mềm cánh. Nếu mà cánh cứng ấy, thì các bạn rất là khó lật. Mình sẽ bắt đầu với bông hoa này. Các bạn dùng 3 ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Ngón cái đặt phía dưới cánh hoa, ngón trỏ và ngón giữa đặt phía trên. Các bạn bắt đầu với cánh hoa ngoài cùng. Ngón cái ấn, ngón trỏ và ngón giữa thì lật cánh ra phía sau. Tiếp tục với những cánh hoa bên trong. Các bạn yên tâm là việc lật cánh hoa hồng không làm ảnh hưởng đến độ bền của hoa. Các bạn cứ lật thoải mái. Thực hiện lần lượt từ ngoài vào trong. Nếu mà phía bên trong cánh còn cuộn chặt hoặc là cánh vẫn còn hơi cứng mà bạn lật cánh mà cánh có biểu hiện là rách, gãy thì chúng mình dừng lại nha, chúng mình chỉ lật những cái cánh mềm thôi. Sau đó thì các bạn vuốt ngược cánh hoa lên phía trên. Các bạn có thể so sánh nhé. Từ một bông hồng Standard Rose, nó đã trở thành một bông Garden Rose rồi. Cánh nở hết cỡ luôn. Mình sẽ tiếp tục với bông hoa thứ hai. Lần này mình sẽ để máy quay gần hơn để các bạn theo dõi được dễ hơn. Các bạn có thể nhìn rõ những cánh xương của hoa hồng. Những cánh xương của hoa hồng là những cánh nửa lá, nửa hoa nên nó thường có màu xanh xanh như thế này. Dùng 3 ngón tay, ngón cái ở dưới, ngón trỏ và ngón giữa ở trên. Ngón cái ấn vào điểm phồng nhất và cứng nhất của cánh hoa. Ngón trỏ và ngón giữa thì lật cánh hoa về phía sau. Thực hiện từ ngoài vào trong. Lần lượt từng cánh một. Khi mà mới làm thì các bạn sẽ dễ bị gãy và rách cánh. Nhưng mà không sao cả, mình làm nhiều thì mình sẽ quen thôi.
Việc lật cánh hoa hồng thì không làm ảnh hưởng đến độ bền của hoa, nên là các bạn yên tâm nhé. Các bạn nhớ sau khi lật cánh xong thì đẩy cánh ngược lại. Bên tay phải của mình là một bông mình không đẩy ngược lại, và bên tay trái là một bông mà mình đẩy cánh hoa ngược lại. Bông bên tay phải nhìn khá là cứng và nó hơi kỳ kỳ. Giờ thì cả hai bông hoa nhìn đều rất tự nhiên phải không các bạn? Kết quả của buổi gấp cánh hoa ngày hôm nay đây các bạn ạ. Cùng một bình hoa, cùng số lượng hoa nhưng ấn tượng thì hoàn toàn khác với bình hoa xuất hiện ở đầu video phải không các bạn? Giờ thì các bạn đã biết cách để có những bông hồng standard rose nở căng đẹp như garden rose phải không nào? Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.